Hello, xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mới về cho quý chị và các bạn. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình đến số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương nha các bạn. Đó, xe rất là nhiều. Hình như xe lại về nữa nè. Để mình xem thử phải xe về không. Coi thử hôm nay về loại gì nha mọi người. Về mô tô các bạn, như là về mô tô á. Đó, xe rất là nhiều ngoài này nè. Như là R15 á các bạn. Mình thấy phong phanh thôi, tại vì xe này cao quá, cũng chưa biết là xe gì. Hả? 15 V3 đúng không? Nhìn thấy cũng hơi bị đẹp á. Để xem thôi. Chán anh quá, cũng chưa biết nữa. Nè các bạn, đây là con mình thấy là R15 V3 màu đen thì phải. Đường số 66 kìa. Wow. Đó con này. Một xe. Bữa nay về một xe à? Đó, con này hơi bị đẹp nha mọi người. Gọi là bao đẹp luôn. Con này quá đẹp, con này hình như 220 à. Đi mấy ngàn à? Hả? 5.000 coi. Hả? Mới về nha các bạn. Đó là R15 V3. Con này đi 5.000 coi. Con này đẹp kinh khủng luôn. 5.000. Mới về biển số 66. Đây. Con này là 60 triệu 9 nè mọi người. Bao đẹp cho mọi người luôn á, 2020. Hàng vừa về vừa rớt xuống xe. 66. Con này đúng đẹp luôn á. Hả? Đó, 60 triệu 9 nha mọi người. Còn con bên này mới về mà chưa khui à? Phoenix 175. Chưa lột keo, chưa khui hàng mọi người. Giá nhiêu anh? Giá rất là rẻ, 32 triệu. 32 triệu à? Đó, Phoenix 175 nha mọi người. Chưa gỡ, quay lướt cho anh em trước đi. Nếu mà anh em nào mình muốn mua thì đòi biển 77 nè. Mình tranh thủ thời gian mình alo á, xe cũng đẹp nha mọi người. Còn ở trong nhà còn con nào về nữa không? Quay nút cho anh em. Con này ship cho khách à? Đó, con này là ship cho khách nè mọi người. Tặng cho xi nhanh luôn nè. Tặng xi nhanh kiểu nè. Nó về thôi gắn lại chạy đi khỏi mấy công rớt nha mọi người. Đó, rồi chiếc này lên đường. Con này biển số 83. Đó, lên đường nha mọi người. Rồi, về con gì đó ta. Manga vậy thôi. 250 nha mọi người, 197 nha. Xe chính hãng 45 triệu 9 nha quý chị và các bạn. 45 triệu 9 là mình có xe. Đó, một con. Còn anh em hỏi rất là nhiều về Z1000. Thì trong video này mình báo nhị cho anh em một cái nha. Thứ nhất là con Z1000 này á là đời 2011, Audi đi 31.000. Con này biển số 62, giá là 163 triệu. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ đến số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 48 hoặc 0976741725. Đó là con đầu tiên. Con Z1000. Con thứ hai. Con này là đời 2015. Kawasaki Z1000 đời 2015. Giá con này là 249 triệu mà đang giảm 9 triệu cho quý anh chị và các bạn nha. Con này. Con này thì 2015 đồ chơi mênh mang. Con này auto chuẩn của nó là 20.000. Con này thì đồ chơi mênh mang, mình có làm những clip chi tiết rồi, anh em có thể tìm lại những cái video đó mà mình xem á. Hôm nay mình lướt nhẹ cho anh em xem một tí thôi.
Ngoài Z thì lại còn Z900 nữa này mọi người. Z900 thì quý anh chị và các bạn mình khỏi phải bàn nha. Z9 này là đời 2017, đi 18.000 coi thì phải á, mình nhớ dạ. Mà 209 triệu con này bao đẹp cho anh chị và các bạn luôn, xe mới cực ken. Rồi, đó là cái dòng đó. Và anh em có hỏi về Rebel 500. Thì Rebel 500 thì hết hàng nhưng mà chỉ có Rebel 300 thôi mọi người. Rebel 300 thì đời 2019, con này là 89 triệu bao hồ sơ luôn. Xe đẹp, bọc keo nguyên con. Con này thì hồ sơ có sẵn rồi. Đó. Còn anh em có hỏi về dòng đúng không? Quay. Anh em hỏi về dòng R15 V2. Thì bây giờ mình sẽ báo dòng R15 V2 cho quý anh chị và các bạn nha. 2 4 6 còn 7 con R15 V2 để mình lướt sơ cho anh em một cái ha. Mọi người xem nha. Con R15 V2 đầu tiên này. Con này thì đời 2014. Biển số 59 này. 43 triệu 9 nha. Đó, con đầu tiên nha mọi người, màu tím. Con bên này là biển số 72, đời 2015 là 41 triệu 9. Con bên này là biển số 63, 2015 là 44 triệu 9. Con bên này là đời 2015, 46 triệu 9, biển số 68. Con bên này thì biển số 72, 2015 là 37 triệu 9. Con bên này là biển số 78, 2015 là 45 triệu 9. Con bên này là R15 V2 hồ sơ cầm tay 2015 là 45 triệu 9 luôn quý chị và các bạn. Riêng cái dòng R15 V2 này mọi người trả góp tầm 15 triệu trở lên là các bạn có thể góp được rồi nha. Mang theo chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe. Đó. Đó là những cái câu hỏi mà anh em hỏi rất là nhiều của video trước. Ngoài ra thì anh em có hỏi về dòng TFX. Thì bây giờ TFX mình báo lại một lần nữa cho mọi người ha. R15 V3 thì đi hết rồi, còn cái con mà bị nứt cái ói đồng hồ thì còn thôi. Còn mới về một con nữa thì anh em mình xem thì mình cứ để bán tốc độ rất là nhanh. Con bên này thì TFX này là biển số 70, đời 2017 là 48 triệu 9. Cho em TFX màu đỏ đen. Con bên này á, TFX này là biển số 60, 2017 là 45 triệu 9 luôn. Đó, anh chị và các bạn mình xem nha. Xe thì đẹp. Với lại còn con này là 43 triệu 9, con này hồ sơ có sẵn luôn nè. MT cũng còn nha. Mình thấy mọi người cũng hỏi rất là nhiều. MT biển số 61 2019 là 59 triệu 9. Đó là những cái dòng mà anh em hỏi cũng rất là nhiều trên video trước. Còn R15 V3 thì đã nói con này nó bị lỗi màn hình rồi. Nứt kính một tí thì thông. Mọi người cứ xem đi. Nó chỉ bằng lỗi một tí là mọi người đã không mua rồi. Còn cứ đòi giá cũng mềm luôn, bao mềm cho mọi người luôn là mọi người lại không mua. Mà mọi người cứ chê là giá cao cái thấp đó. Mọi người cứ nhìn tới chất xe là các bạn biết ha. Đó, đây là một cái con ví dụ điển hình này. Con này đó lỗi một tí là nè, do để trần nén nó nứt cái màn hình meca ở bên trước này nên bán giá có 50 triệu thôi, mà trong khi đó đồ chơi lên mênh mang này, cùm tay thắng rồi này. Nhưng mà nó chỉ nứt một lỗi một cái đó nha mọi người. Nhưng mà con này bán có 50 triệu chính thôi. Nhưng mà các bạn thấy không, nó vẫn nằm lại không? Còn những cái con mà 60 triệu 9, 64 triệu rồi là về đâu hết đó. Là lô này thì như lô trước nào các bạn thấy không? Nó nằm lên mấy con kia về là đi mất rồi. Thì mọi người mình xem thì mình cứ thói nha. Để ý nha giùm em nha. 50 triệu 9 giá cũng mềm. Con này thì mình trả cũng tầm 50 triệu thì mình trả tầm 17, 18 triệu là mình có thể là mua được xe rồi á. Có lại ngoài ra có một cái dòng mà anh chị và các bạn cũng hỏi là CB150R. Có nghĩa là cái dòng này là trong phân khúc mà 150 á, có lẽ là nó mắc tiền nhất cho mọi người. Một con là hai con đều 20 ha. Một con 2019, một con 2020. Con này là 80 triệu 9. 2020 hết luôn. Biển số 61 nha mọi người, nhưng mà con này mắc mua độ còn mua zin 80 triệu 9. Con bên kia là 82 triệu 9, cũng đi có 1000 mới coi thôi. Còn về cái dòng XS Max gì á, XSR chứ. Đó là một cái dòng mới của Moto, anh chị và các bạn mình cứ lên tham khảo giá. Cái dòng đó thì hiện tại ở đây bán 220 luôn, chỉ có 78 triệu thôi. Đó. Còn về FZ thì vẫn còn nha mọi người. 2 4 còn 6 còn 7, còn 8 con thôi. 8 con FZ mà hiện tại đang giảm 1 triệu là còn 32 triệu. Đó, mình quay sơ cho anh em thôi. Một dòng nữa là mọi người hỏi cũng nhiều. Đó là về
Anh em hỏi về Demon. Demon có lý là chắc em lướt sơ nhị thôi, em nói giá chung đâu. Ngày mai em có gì em cập nhật lại cho mọi người nha. Thì hiện tại Demon như thế này á, thì giá của nó là bán 40 triệu, từ 40 đầu tiên là 45, sau đó giảm 45 triệu còn lại 40. Thì bữa nay là giảm 1 triệu dứt điểm nữa là còn lại 39, có Demon rồi mọi người. 39 triệu đồng giá hết. Các bạn muốn mua con nào cũng được. Hiện tại có đỏ trắng này, màu đỏ tươi này, rồi màu xám này. Đó, mọi người xem đi. Rất là nhiều. Rồi, anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ. Dòng này thì trả góp 15 triệu là mua được rồi nha mọi người. Tầm 15 triệu là mua được. Đó, cũng còn rất là nhiều xe. Nhưng mà anh em mình comment dòng nào thì mình quay cho các bạn dòng đó thôi. Được. Còn CBR Thái. CBR Thái này, mình báo lại CBR Thái cho mọi người một tí nha. CBR Thái này là 250, mình nhớ giá của nó là 56 triệu 9 á, 250 cho mọi người. Con này là 150, hai mắt đèn, biển số 78, 215 là 49 triệu 9. Con bên này là 215, biển số 59 là 38 triệu 9. Con bên này là biển số 59 luôn, 45 triệu 9 đời 23 nha. Con này đời 24 thì biển số 60. Như vậy là dòng CBR Thái, mọi người cũng trả cũng tầm 15 triệu là mua được xe nha. Trả góp chỉ cần mang chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Ngoài ra thì cũng có cái dòng CBR mà bản Street Fire mọi người. Street Fire này, anh em và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ mua nha. Ít dòng này ít khi có lắm. Mà hôm nay nó có này. Con này đời 2018 là 55 triệu 9 thôi. Dòng Street Fire có nghĩa là bản Snack á. Đó. Còn ngoài ra thì đây, CBR cũng còn một cặp CBR 150 bản Indo, tem đẹp son. Cặp này con này thì 2018 đi 20 mấy ngàn, 23 ngàn, thì 58 triệu 9. Còn đời 2020 nó đi 4 ngàn rưỡi, thì con này thì bao hồ sơ luôn. Con này 64 triệu 9 nha mọi người. Đó, tiền nào của nó đâu, anh chị và các bạn mình cứ tới mình xem thôi. Đó, ô nổ rất chắc. Đó thì mình vừa lướt qua, mình cập nhật sơ sơ cho anh em thôi. GX thì hôm nay còn 2, 4, 6, còn 7 con thôi, 7 con GX thôi mọi người. Thì lướt sơ thôi, có gì anh em nếu mà cần thiết thì ngày mai mình sẽ cập nhật về GX. Hay là dòng nào mọi người cứ comment mạnh dưới video á. Các bạn xem, đừng quên nhấn vào like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình á. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha.